Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ của thương hiệu Regay Ultra Slim 5157. Và nhìn qua thì có thể thấy là đây là mẫu đồng hồ cực kỳ cổ điển, với thiết kế gần như là bất hủ của thương hiệu này rồi. Rất nhiều chi tiết quen thuộc mà chúng ta có thể chỉ mặt gọi tên trên chiếc đồng hồ này, như là bộ kim, dáng vỏ khía đồng xu, mặt số ghi notch, vân vân, và rất nhiều chi tiết quen thuộc. Còn thì nói qua chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ sở hữu bộ vỏ bằng vàng vàng 18 carat, đường kính 38,5mm. Và mặc dù đây là một đồng hồ cổ điển, nhưng mà kích thước 38,5mm thì tạo cảm giác hiện đại hơn một chút. Đi kèm với đó thì là càng nối dây thẳng này. Và một điểm đặc biệt là càng nối dây là chúng ta không dùng suốt, và thay vào đó Regay sử dụng ốc vít. Các bạn có thể thấy ở đây, đây chính là ốc vít cố định tay đồng hồ. Và trên này thì cũng tương tự như vậy. Và phần khóa dây thì chúng ta có thể thấy là Regay cũng sử dụng cùng phương pháp ốc vít đó. Các bạn có thể thấy đây, đây. Đó, về cơ bản thì chiếc đồng hồ này không có quá nhiều đặc biệt của một đồng hồ classic cổ điển. Một điểm đặc biệt duy nhất tôi muốn nhắc tới đó chính là độ dày của chiếc đồng hồ. Vâng, cái tên nó thì đã là Ultra Slim, đã nói lên chiếc đồng hồ này nó có thiết kế như thế nào rồi, nhưng là siêu mỏng. Và chiếc đồng hồ này có độ dày cũng khá ấn tượng, 5mm. Một chiếc đồng hồ cơ học có độ dày chỉ có 5mm mà thôi, và bộ máy chỉ có hơn 2mm. Một điểm đặc biệt khác, đây là bộ máy tự động chứ không phải là bộ máy lên con tay. Và tí nữa chúng ta sẽ cùng phân tích bộ máy này. Vâng, về mặt số thì chúng ta không có quá nhiều thứ để nói, bởi vì những chi tiết này đã quá quen thuộc rồi. Mặt số gân Gilot này, rồi kim mắt ngỗng Regay được nung xanh này. Bộ số La Mã chỉ giờ, vâng, bộ số này không phải bộ số Regay, nhưng mà cái thiết kế số La Mã thì vẫn là theo phong cách cổ điển quen thuộc thôi. Ở góc 6 giờ, chúng ta có series chiếc đồng hồ. Regay khá đặc biệt khi lên serial chiếc đồng hồ lên thẳng mặt số luôn. Vâng, đây chúng ta có 2197. Ở góc 12 giờ là tên thương hiệu Regay. Góc điểm đặc biệt khác, nếu ở góc này có lẽ là hơi khó nhìn ra, nhưng mà ở hai bên cạnh cái số 12 giờ này, các bạn thấy là được khắc dòng chữ Regay rất là mờ và mảnh. Vâng, nếu góc này thì có lẽ khó nhìn thấy hơn. Chúng ta sẽ zoom lại để có thể nhìn rõ hơn. Vâng, về cơ bản thì mặt số này không có quá nhiều điểm đặc biệt, cái thiết kế cổ điển quen thuộc rồi. Và tôi sẽ đi phân tích một cái chi tiết quan trọng hơn, đó chính là bộ máy chiếc đồng hồ. Vâng, mẫu đồng hồ này sử dụng bộ máy caliber 502.3 của thương hiệu Regay. Nhưng mà đây không phải là bộ máy in-house của Regay, mà là bộ máy cải tiến lại từ một thương hiệu khác trong cùng tập đoàn Swatch, đó là Frederick Piguet. Thương hiệu này thì lần trước tôi đã nhắc đến rồi, đó cũng là thương hiệu sản xuất máy mà Omega đã sử dụng, và cùng là anh em trong tập đoàn Swatch cả. Omega, Regay đều sử dụng máy của Frederick Piguet. Chính xác thì bộ máy này được cải tiến từ bộ máy Frederick Piguet 71, và chúng ta có thêm một phiên bản khác của bộ máy 502.3 là 502.3 SD, có thêm kim dây nhỏ ở góc 5 giờ. Bộ máy này thì có thiết kế khá đặc biệt, khác với những bộ máy thường thấy. Rotor này lệch tâm, không hẳn là mini rotor, không phải rotor quỷ áo, mà cũng không phải là rotor lớn, nó có diện tích khoảng tầm 3/4 bộ máy mà được đặt lệch tâm. Nhưng có một cách mà Regay đã làm cho bộ máy này trở nên mỏng hơn, đó chính là cái rotor này, một phần của cái rotor khoét sâu vào cái khung máy. Và bạn thể nhìn thấy những cái đường rãnh ở đây. Một chi tiết khác cũng khá đặc biệt, đó chính là cái hộp cót này. Thường thường thì người ta sẽ giấu cái hộp cót này đi vào một cái nắp, nhưng mà bộ máy này thì chúng ta thấy Regay đã khoe cái hộp cót này ra. Và cái chi tiết này thì có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy độ căng của dây cót. Nếu bạn lên cót tay thì bạn có thể căn là nó cảm thấy hơi căng thì có thể thôi ngưng được rồi. Thứ hai chính là cái hệ thống bánh răng được lắp ở bên trong bộ máy. Hệ thống bánh răng này đã bị che mất một phần rồi, nhưng cái phần quan trọng nhất thì chúng ta vẫn thấy đó chính là cái bánh răng kim dây.
Và mỗi đồng hồ này chỉ có 2 kim, kim giờ, kim phút, không kim giây. Nhưng bộ máy 502.3 SD thì được cải tiến thêm và có thêm kim giây nhỏ góc 5 giờ. Đối diện với góc 5 giờ là góc 7 giờ đúng không? Chúng ta đang quay ngược bộ máy lại. Thì đây có thể thấy là cái bánh răng kim giây nó ở vị trí này. Tôi sẽ zoom lên cho các bạn nhìn rõ hơn. Và như đã nói thì bộ máy này khá là mỏng. Cái độ dày chỉ hơn 2mm mà thôi. Đặc biệt là còn với một bộ máy tự động nữa. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng. Còn về độ hoàn thiện, có lẽ tôi cũng không nói nhiều về độ hoàn thiện trên đồng hồ này. Bởi vì với một thương hiệu như Breguet thì mặc định là họ phải sở hữu bộ máy được hoàn thiện tỉ mỉ rồi. Chúng ta thấy rotor được khắc đường vân Giroch này. Trên đó có tên thương hiệu Breguet. Bộ máy được hoàn thiện bằng nhiều phương pháp quen thuộc rồi, mà chúng tôi đã kể rất là nhiều lần rồi. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ có kích thước 38mm, cả nối dây thẳng, nên là tạo cảm giác khá là thoải mái trên tay. Thực sự mà nói thì tay tôi không hề hợp với chiếc đồng hồ này. Nếu mà bạn đang muốn tìm một chiếc đồng hồ có dáng vẻ thể thao, hợp với quần jean, áo phông, thì chắc chắn mẫu đồng hồ này không sinh ra để làm điều đó. Mẫu đồng hồ này sẽ phù hợp hơn với những bộ vest, cái áo sơ mi, với đồ công sở trong lịch sự. Và những bộ đồ thường ngày thì có lẽ là chiếc đồng hồ này sẽ không phù hợp chút nào. Có thể thấy rõ trên tay tôi. Và chiếc đồng hồ Breguet Ultra Slim 5157 hiện được bán giá chính hãng là 17.800 USD. Nhưng tất nhiên là đến với giá bảo luxury, các bạn sẽ nhận được mức giá chiết khấu ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập giabaoluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.